Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với bài học. Thì ở trong bài hôm trước tôi đã làm gì? Tôi đã hướng dẫn các bạn tạo ra cấu trúc bảng, tạo ra sự liên kết giữa cơ sở dữ liệu và cái phần là đó chính là phần migration. Ở trong phần này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng các cái lệnh để truy vấn đến dữ liệu và thao tác với dữ liệu thông qua các lệnh SQL. Thì bây giờ các bạn vào cái phần là web.php để chúng ta sẽ tạo ra một trang mới chúng ta thực hiện cái việc là thêm dữ liệu. Trong trang này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm dữ liệu. Đấy, chúng ta sẽ tạo ra một cái request. Đấy. Sau đó là chúng ta ví dụ tạo đến trang là insert functions. Thì ở trong phần này chúng ta sẽ tạo ra cái lệnh để có thể truy vấn đến database. Chúng ta gọi đến DB. DB là một cái class ở trong cái phần framework của chúng ta đã cho phép chúng ta có thể kết nối vào cơ sở dữ liệu. Ví dụ chúng ta DB 2.2.2. Insert. Sau đó là chúng ta sẽ viết đến các cái lệnh này. Các cái chúng ta sẽ insert cái gì? Đấy, chúng ta sẽ insert cái gì? Chúng ta sẽ thực hiện insert cái dữ liệu vào trong cái bảng đó là bảng post. Đấy, bảng post DB class này, insert này, rồi chúng ta sẽ viết lệnh ở đây, chúng ta sẽ sử dụng lệnh SQL. Ví dụ các bạn trong SQL các bạn viết là insert into chẳng hạn, thì sẽ ở đây chúng ta sẽ viết là insert into post, tức là chúng ta sẽ thêm dữ liệu vào bảng post với hai cột đó là title và contents, ví dụ thế. Sau đó chúng ta sẽ điền các giá trị vào. Trong này có các cột mình không thêm, ví dụ như là ID nó tự động tăng chẳng hạn. Đấy, title và content. Sau đó value họ chấm, tức là mình sẽ truyền hai tham số vào tương đương với giá trị contents. Sau đó chúng ta phẩy và chúng ta sẽ truyền parameter vào trong một cái bảng, một cái mảng. Cái mảng này được thể hiện bởi dấu ngoặc vuông, ví dụ PHP with Laravel chẳng hạn. Đấy, sau đó chúng ta sẽ thêm nội dung vào. Đóng mở ngoặc PHP with Laravel phẩy, tức là dấu nháy kép phía trên. Đó là titles. Sau đó tiếp theo, tham số tiếp theo cách nhau bởi dấu phẩy. Và vì đây là chuỗi cho nên chúng ta cũng để vào dấu nháy ở phía trên. Laravel Express Framework chẳng hạn. Thì đây là hai nội dung cho hai cái cột đó là title và content. Các bạn lưu ý cú pháp của nó bao gồm 3 phần. Nói đơn giản thì bao gồm 2 phần. Đó là câu thứ nhất là câu lệnh insert, thứ hai đó là các giá trị truyền vào. Đấy, và nhớ rằng trong câu lệnh insert các bạn truyền các parameter nó bằng thể hiện các parameter ở trong cái value bằng dấu hỏi. Đấy. Sau đó là ở đây là chúng ta đã viết được lệnh insert. Đấy, chúng ta đã viết được lệnh insert và thể hiện trong cái function này. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái phần là chúng ta sẽ kiểm tra nó. Đấy. Bây giờ chúng ta vào lại phần MySQL nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào lệnh, gõ lệnh đến phần này chẳng hạn. Rồi chúng ta sẽ vào cái phần là insert. Insert để làm gì? Chúng ta sẽ test nó sẽ bị lỗi này. Lỗi này có thể là do nó chưa được nhận được cái tên miền. Đấy. Thì các bạn vào cái phần Chrome, các bạn chạy lại nó với cả cái quyền admin để nó cho phép nhận được cái tên miền ảo. Đấy. Cái lỗi này có thể có máy gặp, có máy không bị gặp. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào lại cái phần là CMS Insert. Đấy. Nó bảo lỗi PHP dòng 58 T strings found exception unpasted T strings vào web.php dòng số 58 chẳng hạn. Thế thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là có lỗi gì ở đây. Title contents values. Chúng ta sẽ check xem là có vấn đề gì ở đây. Chúng ta cú pháp nó hình như hơi có lỗi đây. Rồi chúng ta thêm cái dấu nháy vào đây, tức là cái lệnh insert chúng ta sẽ cho vào trong dấu nháy, sau đó chúng ta phẩy và chúng ta sẽ truyền cho nó một cái mảng vào cái mảng thể hiện trong dấu ngoặc vuông. Đấy. Insert into post này, rồi có hai cột title và content này, sau đó đến giá trị value dấu hỏi chấm, và toàn bộ lệnh insert này mình có thể coi như một chuỗi và mình đặt trong một dấu nháy. Sau khi mà chúng ta dấu hỏi chấm kia, mình phải sau cái dấu nháy này mình phẩy một cái để một dấu ngoặc vuông để truyền hai tham số cho nó vào, và câu lệnh nó sẽ như thế này. Rồi như vậy là chúng ta đã sửa được cái lệnh ở trong dòng số 58 này. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại để chúng ta kiểm tra xem cái phần nội dung này còn lỗi nữa không. Bây giờ các bạn quay trở lại phần Chrome nhé. Các bạn quay trở lại đi.
Đây là chúng ta đang bôi lên lại một chút để kiểm tra lại các cái phần dữ liệu. Chúng ta sẽ vào Chrome, chúng ta refresh lại. À, nó ra lỗi khác, không vấn đề gì cả. Chrome not for unknown content in Finnish. Có lẽ là chúng ta có lỗi ở cái phần là title post. Sorry các bạn, cái tên cột ở trong kia là chúng ta đặt là hình như là body, nhưng mà ở chỗ này chúng ta là insert vào cột content. Không sao cả. Cái điều này để cho chúng ta biết là chúng ta có thể gặp lỗi như thế này. Chúng ta có thể gặp cái lỗi là tức là chúng ta để tên cột nó không trùng với cả tên của tên cột mà không đúng thì nó sẽ bị lỗi như vừa rồi. Ví dụ các bạn bây giờ các bạn vào để kiểm chứng lại thì các bạn vào trong bảng post, các bạn xem lại cấu trúc dữ liệu của nó. Bảng post vào phần cái structs để chúng ta xem cấu trúc. Đúng rồi, chúng ta có hai cột là title và body, ở đây chúng ta để content như vậy là bị sai rồi. Do vậy là chúng ta phải để tên cột nó đúng. Ok, chúng ta sửa tên cột và chúng ta chạy lại nhé. Gặp lỗi thì không có vấn đề gì cả. Gặp lỗi là để cho chúng ta có thể nhớ sâu hơn. Nhưng mà đương nhiên là khi học thì vậy thôi, khi đi làm thì tốt nhất là ít lỗi nhất có thể. Nhưng mà gặp lỗi thì biết cách sửa. Chúng ta refresh lại. Tên tên. Chúng ta có trường là pfin is admin does not have not default value. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong trường is admin thì chúng ta bắt nó nhập dữ liệu vào. Trong trường hợp mà chúng ta quy định nó là not null chẳng hạn, tức là không cho phép giá trị được để chống chẳng hạn, thì chúng ta phải cho nó một giá trị vào đây. Ví dụ chúng ta sẽ có is admin này, sau đó chúng ta thêm giá trị vào. Cái điều này để thể hiện là gì? Để thể hiện nếu mà có cái cột mà bắt chúng ta nhập vào là not null chẳng hạn, thì chúng ta khi chúng ta truyền giá trị vào, chúng ta phải để giá trị nó lại, phải truyền giá trị cho cái cột not null. Còn nếu mà ngoài ra, nếu mà không thì các bạn có thể để giá trị default, để giá trị default cho nó. Rồi, refresh. Ok, như vậy là chúng ta đã thêm thành công title, body và is admin là không. Trong bài này thì chúng ta đã biết cách gì? Chúng ta đã biết sử dụng câu lệnh SQL để mà chúng ta thêm dữ liệu vào trong cái ứng dụng của chúng ta thông qua cái việc là chúng ta định nghĩa một cái chuỗi câu lệnh SQL trong cái phần là function và ở trong phần router. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các bài học sau. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học. Các bạn nhớ check lại cấu trúc nha, cẩn thận, và các lỗi vừa rồi thì các bạn cũng nên ghi lại, có thể các bạn sẽ nhớ rõ hơn khi mà các bạn làm, các bạn gặp lỗi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các bài khác. Xin cảm ơn các bạn.